thôi, từ từ mà đi. Bước bước nhẹ thôi, bước nhanh thôi, bước dài quá. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm video, mình sẽ huấn luyện cho mấy đứa em này đi cà kheo mà mấy đứa em này chưa biết, mà hôm nay mình sẽ huấn luyện cho các em này biết rồi, mai mốt mình sẽ làm video đi cà kheo đá bóng hoặc là gì đó nhé. Các bạn hãy theo dõi kênh của mình hôm nay nha, chào các bạn nha. Đây đây mình tự làm, mình tự chặt lê, mình tự làm nha các bạn nhé. Rồi là như này. Đây. Lúc đầu chưa biết đi á. Biết đi thì mình làm thấp thôi. 30 thôi. Mai mốt biết đi rồi làm cao hơn nữa, làm 40 hoặc 1 mét gì đấy đi cho nó cao. Bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho mấy đứa em. Rồi các em sẵn sàng nhá. Được. Hãy nhìn theo anh nhá. Được. Đây. Đầu tiên mình sẽ đặt lên chân mình, rồi mình lên cho cân bằng người nhá. Đây đây. 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 Đó. Cứ từ từ mà đi. Bước nhẹ thôi, bước nhanh thôi, đừng có bước dài quá. Bước dài quá mình chưa biết đi, chưa quen đi. Các em sẵn sàng nhá. 1 2 3 đi. Đi. Đi rồi, đi rồi. Cố gắng luyện đi. Đi. Cố gắng luyện đi. Yeah.
À, xin chào tất cả mọi người nha. Video mình làm hôm nay đến đây là kết thúc rồi mọi người nhớ xem video mình hay bấm nút like và chia sẻ ủng hộ đăng ký kênh anh em mình nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.